12 đối tượng bị đưa ra xét xử trong vụ án là cán bộ thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, Ủy ban Nhân dân xã Diên Phú, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Pleiku. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 2010-2015, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã để xảy ra các sai phạm về quản lý thu chi tài chính, gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Sai phạm về quản lý đất đai làm mất gần 64.000 m2 đất rừng, gây thiệt hại lớn đến lợi ích của nhà nước, làm ảnh hưởng đến một số cơ quan và tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong công tác quản lý đất đai. Trong đó có hơn 47.000 m2 đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái phép cho cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ. Tuy nhiên, tại phiên xét xử, do vắng mặt luật sư bào chữa cho một bị can nên phiên tòa tạm hoãn. Trước đó, thì truyền hình Thông Tấn đã đưa thông tin về các sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ, như phát hiện nhiều sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ vào ngày 15 tháng 6 năm 2017, khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ mất gần 3.000 hectare đất lâm nghiệp, đất rừng tại Gia Lai vào ngày 21 tháng 6 năm 2018.